Hello bro. Ok. Rồi chúng ta lên đường đi lấy món đồ tiếp theo. Rồi là chẳng vào đây rồi. Rồi, xin chào tất cả các bạn. Lại là mình đây, YVN TV. Thế là chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một cái con mà mình, về một cái loài mà mình chưa từng giới thiệu bao giờ. Đó là một cái loài pet khá là phổ biến ở Việt Nam. Hiện nay bạn du nhập vào Việt Nam cũng được khá lâu rồi. Và ngày xưa, cái lúc mà mình mới bắt đầu lên Hà Nội và mình mới bắt đầu gia nhập hội bò sát ở Hà Nội ấy, thì mình đã có nuôi con đấy rồi, mà con đấy không phải bò sát. Nó là một loài côn trùng, đó là nhện. Ngày xưa ấy, mình lên Hà Nội là mình nuôi này, đầu tiên là mô ếch này, xong rồi bọ cạp này, xong rồi dết này, là ba con trong ngũ độc rồi. Xong rồi mình mua thêm cả nhện nữa, thành bốn con trong ngũ độc. Rắn thì mình mua sau cùng. Nuôi em mình có một cái tâm thế rất là lớn sau khi xem cái phim Kim Xà Kiếm ấy. Đó, ngày xưa xem phim đấy thì bọn nó cho ngũ độc đánh nhau, nhìn thích vãi, nên mình quyết định sưu tập ngũ độc. Và từ đợt đấy mình đã tiếp xúc với cả Tarantula, là một loài nhện lông và khá là to lớn, được nuôi làm cảnh rất là nhiều trên thế giới vì cái cắt thể loại màu sắc đẹp của chúng. Thì ngày xưa mình có nuôi 10 loại nhện khác nhau trong đó, nhưng mà sau một năm nuôi, sau 1-2 năm thì bọn nó lớn lên ấy, thì mình biết lúc ấy biết được giới tính. Thì trong 10 con nhện đấy thì có 9 con là con đực, còn đúng một con cái duy nhất thì lại bị người khác làm sổng, mình để nhà người ta chăm hộ xong rồi bị sổng. Tóm lại là toán đực là đực, cho nên là mình rất là chán và mình cảm thấy mình không có duyên cho với Tarantula cho lắm. Nhưng mà bây giờ thì mình cuộc sống mình đang dần ổn định rồi và mình cũng muốn sưu tập lại Tarantula nữa, bởi vì là bọn đấy cực kỳ dễ nuôi và không tốn thời gian và cực kỳ đẹp đẽ. Mình không bắt ra chơi thì mình có thể để cho trong bể kính 70k để ngắm được mà. Đó. À, đây mình sẽ nói cho các bạn là lý do vì sao mà ra 9 con nhện đực mà mình lại cực thấy bực mình như thế. Thì nhện mà không giống với bất kỳ con thú, con mèo, con chó, chuột hay là con bò sát nào. Nhện đực thì nó sẽ tuổi thọ sẽ rất là thấp và nó sống chỉ để giao phối thôi. Giao phối xong thì bị con nhện cái ăn luôn. Tuổi thọ cực kỳ thấp và nó còn kích thước nhỏ hơn so với con nhện cái nữa. Nhỏ hơn rất là nhiều luôn ấy. Và còn một điểm nữa là đôi khi nó còn xấu hơn con nhện cái nữa. Cho nên là dân chơi nhện các thứ thì cực kỳ ghét khi phải vớ phải con nhện đực. Trừ khi những bạn nào mà kiểu như là nuôi lâu năm rồi và có con nhện cái to rồi thì mua nhện đực về để phối thôi. Còn lại trái chơi nhện đực cả. Đó. Và ngày hôm nay thì và đấy mình đã là kể chuyện ngày xưa mình nuôi Tarantula như nào. Thì sau đó đến đợt tháng trước mình có đặt của Spider Shop 6 con nhện. Thì do đợt trước bị tắc biên mà delay lâu quá, nhưng là hiện tại mới về được 3 con nhện thôi. Và mình quyết định là sẽ đập hộp 3 con nhện này trước và 3 con nhện sau thì sẽ làm clip đập hộp sau. Ok, và bây giờ mình sẽ bóc hộp cho các bạn xem là trong này có những con nhện gì nha. Trong này có tặng Spider Chef shop của thằng Toản. Ngày xưa của anh Phúc Gấu và bây giờ thằng Toản đã làm chủ Spider Shop và đã tặng cho mình cái một cái kẹp này. Mấy giấy báo của Tung Của này. Đây nào. Đây có hộp nuôi, mình đã đặt thêm của nó để lấy thêm hộp nuôi, bởi vì mình có đặt thêm vào một vài loại nhện cây. Thì trong các loại nhện Tarantula ấy mà nuôi thì được chia làm hai dòng chính, đó chính là nhện đất và nhện cây. Thì nhện cây thì các bạn sẽ setup theo kiểu khác và nhện đất sẽ setup theo kiểu khác. Và bây giờ mở đây đã, đây là hai cái hộp mà cao để dành cho nhện cây này, và đây là cái hộp thấp để dành cho nhện đất, hộp bé để cho nhện bé hơn. Thì trong này đây giấy này, đây ở đây có ba con nhện của chúng ta, đang ở đây ba con. Bọn này là size 3-4cm hết rồi các bạn nhá. Bọn này là size 3-4cm hết rồi các bạn nhá. Ở đây có những con là Sun Tiger này. Đây là con gì nhỉ? À đây là Sun Tiger này. Còn đây là OBT này. Và một con nữa là Togo Starbuck. Đó. Mình thì mình đã đặt luôn với con nhện mà size 3-4cm này. Size của nó là đo từ chân này, đầu chân này đến cuối chân kia ấy. Con này là khoảng tầm 4cm này. Đây này. Thì mình bởi vì là ngày xưa mình kiểu không có tiền ấy, cho nên là mua bọn Slings
Còn nhện khi các bạn mua ấy là size sling là size bé tí bằng đầu ngón tay này, bé vách cả bé luôn, bé không thể nào tưởng tượng được, bé đéo nhìn thấy gì luôn. Và nuôi bọn đấy lên thì nói chung là mua bọn sling thì cực kỳ rẻ, nhưng nuôi bọn đấy lên thì cũng không phải là lâu lắm, nhưng mà nó khó chịu ấy, bởi vì là nó bé tí luôn đấy các bạn ạ. Và mỗi lần khi các bạn cho nó ăn sâu ấy thì các bạn phải cắt đầu con sâu ra và vứt vào đấy để cho nó tự ăn. Ui, bé đéo chịu được luôn. À đây, mình sẽ cho các bạn xem con sling trông như thế nào. Đây, con này là size khoảng 1cm này các bạn này. Đây, các bạn có thể nhìn thấy size 1cm này. Các bạn có thể nhìn thấy con gì trong này không? À, không thấy đâu luôn à? À đây rồi, mình sẽ bỏ nó ra. Đấy, 1cm này, bé tí luôn. Bé đéo thể chịu nổi. Chính vì vậy cho nên mình khá là ghét khi mà nuôi bọn nhện size baby như này. Anh em size, đây là cái size sling đấy. Quá bé, quá khó chịu. Cho nên là mình đã quyết định là mua bọn size to hơn, mặc dù đắt hơn một tí nhưng mà đỡ phải chờ đợi nuôi cho nó lớn lên. Mình khá là lười rồi. Đó, và bây giờ mình sẽ bắt đầu với từng con một nha. Mới bắt đầu với con to nhất này, là con nhện Sun Tiger này. Thì đầu tiên chúng ta hãy cùng set up hộp trộn nó trước. Đấy, hộp chuyên dụng để nuôi nhện các bạn này. Rồi, và bây giờ để nuôi nhện các bạn cần những cái gì? Thì đầu tiên là các bạn phải mua một cái hộp như thế này, hoặc là một cái hộp ngang gì đấy, hoặc là hộp mà đựng caramel cũng được, để các bạn và đục lỗ nhá, nhớ đục lỗ cho thoáng nhá. Và cần lót mùn dừa này. Nếu mà mùn thì các bạn có thể dùng cái mùn càng vụn càng tốt. Và tiếp theo, sau khi mà chúng ta cho mùn dừa vào là chúng ta phải xịt ẩm này cho nó dính và cho nó ẩm hơn, và bọn nhện có thể uống nước từ đấy. Đó, sau đó là tôi sẽ cho thêm những cái này. Đây, xem nào, trong này có gì nào. Khúc cây này là để cho nó bám trèo lên ấy, những cây mà. Ôi, và đây nó còn cho mình thêm cả cái máng nước bé tí để cho nhện này các bạn này. Và cho vào đây nhá. Rồi, và đây là con nhện của chúng ta. Đây, nó mở hộp, unbox nha, mở hộp luôn. Và chúng ta sẽ cho con nhện cây ra ngoài này. Rồi, con này, là con Sun Tiger. Và nghĩa là Sun mặt trời, hổ mặt trời à? Hay là cái gì nhỉ? Tiger là sư tử, Lion là sư tử, Tiger là hổ mặt trời à? Chắc là hổ mặt trời nhỉ? Mặt trời hổ mặt trời. Chả hiểu. Đây, con nhện chúng ta đây. Không đi lùi được các bạn ạ. Thôi, bây giờ chúng ta sẽ và không, mình không có thể nào kéo nó ra được, cho nên là bây giờ chúng ta sẽ để cả cái này vào trong này, và để một lúc sau nó sẽ tự động bò ra, làm quen với cái chỗ mới nhá. Rồi, xin giới thiệu các bạn, đây là con nhện Venezuela Sun Tiger. Thì bọn nhện này khá là hay, bao giờ trong tên tiếng Anh của chúng sẽ có cái nơi xuất xứ trước, cho nên là đấy, mình nói như thế các bạn có thể biết là con này là xuất xứ từ Venezuela, ở các khu vực nhiệt đới ấy. Bọn này thì có màu sắc khá là đẹp và là loài nhện cây, chủ yếu sống trên cây, và bọn nó sẽ nghỉ ngơi trên cây và tìm các nơi trú ẩn trong cái các lỗ của cái hang tự nhiên ấy, hoặc là trong cái hốc cây, vỏ cây. Đây là một cái loài nhện di chuyển cực kỳ nhanh và săn mồi cực kỳ kinh khủng luôn, cực kỳ nhanh luôn. Cũng như là các loài động vật khác thì chúng mình sẽ nên tạo cái môi trường tự nhiên nhất có thể cho chúng để chúng có thể phát triển tối ưu. Và nó thích một môi trường nóng và ẩm và có nhiều không gian leo trèo thẳng đứng, cho nên là mình sẽ dùng cái hộp nhựa đứng cao như này. Bọn này lồng của bọn này thì đấy, như mình đã giới thiệu thì bọn này nó là cái loài nhện cây, cho nên là mình sẽ phải dùng cái hộp nó cao một chút và không, bọn nó không giống như các loài nhện đất sống ở trong hang. Bọn nó không đào hang, bọn nó sẽ làm tổ ở trên cây, trên cao. Bọn này có cái sọc màu đỏ hồng ở trên lưng và chân bọn nó có cái sọc trông như kiểu tia sét ấy, trông màu đỏ cam đẹp cực luôn. Đây là bé cho nên nó sẽ không lên màu nhiều lắm, càng lớn lên nó sẽ càng lên màu đẹp. Chân nó thì đen bóng luôn các bạn. Tí mình sẽ cho cái ảnh chèn vào đây để cho các bạn xem là bọn đấy mắc sai khi lớn lên nó trông như nào. Bọn này là sống nóng và ẩm, nhưng mà không được để cái môi trường của nó ẩm ướt quá mà không được lưu thông không khí, thì như thế sẽ rất khuyến khích sự phát triển của nấm mốc, và thế thì cực kỳ kinh khủng và con nhện sẽ bị chết ngay. Cho nên là các bạn cần phải đục lỗ khá là nhiều để cho nó có không khí thông thoáng. Tốt nhất là nên đục lỗ, hoặc là sau các bạn là dùng mica các thứ thì nên dùng nắp lưới hoặc là cái gì đấy cho nó thoáng.
nước và độ ẩm thì bọn này nó sống trong môi trường độ ẩm khoảng tầm 80% là lý tưởng, cho nên là các bạn nếu mà con này to rồi các bạn có thể lắp cái máy theo dõi cho nó phù hợp. Và nước thì đây mình các bạn có thể đổ cái khay bé tí như thế này thì mình đã có trong này. Bọn này ăn thì cho khi mà chăm sóc nhện thì cho nhện ăn làm trong những cái phần mà thú vị nhất khi mà các bạn nuôi nhện, vì nhìn nó săn mồi cực kỳ ấn tượng luôn. Và bọn này nó khá là háu ăn cho nên là cũng hiếm khi mà bỏ ăn để các bạn phải thất vọng khi mà feeding cho nó. Bọn này có thể cho ăn baby thì cho ăn khoảng tầm vài ngày một lần nếu mà có thời gian rảnh rỗi, và trong những điều kiện như vậy sẽ đạt được kích thước trưởng thành trong một thời gian rất là ngắn. Còn nếu mà cho nó ăn ít hơn thì nó sẽ phát triển chậm hơn. Các bạn có thể cho ăn sâu này và dế này và côn trùng khác, và đôi khi lớn lên chúng có thể ăn được cả chuột nhỏ. Nuôi bọn này thì cực kỳ đơn giản và không phải chăm sóc cầu kỳ nhiều và không phải dọn bể gì nhiều, chỉ được cho ăn thôi, cho nên là cực kỳ sung sướng, cực kỳ dễ dàng luôn. Bọn này là một loài Tarantula đẹp nhưng mà không dễ dàng để handle, có nghĩa là cầm trên tay ấy, cho nên là các bạn nếu mà chưa có kinh nghiệm gì đấy thì có thể chỉ nuôi ở trong hộp và để ngắm thôi là tốt nhất. Bọn này thì cũng có độc nhưng mà độc của nó cũng không phải là kinh khủng lắm. Cắn thì là rất là đau, cắn thì tất nhiên là phải đau rồi bởi vì răng nanh nó rất là to nếu khi mà mắc sai ấy, cho nên là các bạn nên chú ý một chút đó. Và bây giờ mình sẽ đẻ con Venezuela Sun Tiger này ở trong cái hộp này nhá, và để sau nó ngày mai nó có thể chui ra. Đóng nắp lại. Rồi, con tiếp theo mà mình sẽ mở hộp ở đây đó chính là con nhện OBT. Con này OBT là tên viết tắt, có nghĩa là Orange Bite Baboon. Cái tên nó đã thể hiện được cái sự mà gọi là cắn xé hãm hãm của bọn đấy rồi. Con này thì mà cực kỳ hung dữ và rất hay cắn, rất là mất dạy. Và bây giờ mình sẽ đắp bể cho nó nhá. Bọn này là cái loài nhện đất nhưng mà lại thích sống ở trên cây. Nó rất là dị, là một loài hoạt động về đêm và sau này lớn lên thì có cái màu cam cực kỳ đẹp luôn nha các bạn nhá. Đó, xịt nước vào này để cho cái nền nó dính vào nhau. Rồi. Và ở đây mình sẽ chuẩn bị thêm một cái máng uống nước bé tí này, và thêm cả cái cây bé để cho nó chạy nhảy leo trèo nữa. Đây là cũng tạm tạm xong cái tanh cho OBT nữa các bạn. Trong số những người nuôi mà cho con nhện Tarantula làm cảnh ấy, thì con này là con khá là phổ biến và khá là hay ho. Nó đặt tên là OBT, có nghĩa là Orange Bite Baboon, có nghĩa là con nhện baboon cắn màu cam. Chứng tỏ bọn này cái tên đã thấy là bọn này hay cắn rồi đó. Và bọn này giá thành khá là rẻ cho nên là rất nhiều người đã lựa chọn con này trong bộ sưu tập. Bởi vì bọn nhện này các bạn khi bạn đã chơi nhện thì các bạn sẽ chơi sưu tập, bởi vì là nuôi nhện không tốn một tí thời gian nào và cực kỳ đơn giản dễ dàng, cho nên là sưu tập nhện là một cái thú vui khá là tao nhã. Bọn này sau lớn lên với màu cam cực kỳ đẹp luôn nha các bạn nhá, cực kỳ đẹp. Ngày xưa mình kết bọn này vãi luôn và cực kỳ hung hăng luôn. Cũng như là hầu hết cả các loài nhện Âu Gôn thì các bạn không nên cầm nắm con này, cắn con này thì khá là đau. Bọn này nó sẵn sàng tham gia tấn công mình luôn ấy, cực kỳ kinh khủng. Nhưng mà đôi lúc nó cũng có khá là dễ tính, khi các bạn gầy nó có thể bỏ lên tay mình. Nhưng mà bọn này bò cực kỳ nhanh các bạn nhá, cực kỳ ham ăn và nhanh, nói chung là dễ nuôi, nhanh và dễ tấn công người. Đó, đấy là cái điểm đặc biệt của bọn OBT này. Đây là một con nhện ưa thích của mình. Mình cực kỳ ưa thích bọn nhện có cái tên là Baboon ấy. Baboon như kiểu là khỉ đầu chó ấy, là cái mẹ gì. Đó, và sau đó là tới con nhện cuối cùng. Là con này là Togo Starbuck. Togo là nhện cây nhưng mà mình đã dùng cái tanh đứng như thế này. Và bây giờ lại xịt nước tiếp. Nước lúc đầu nó đọng nước ở trên nhiều thôi, nhưng lúc sau nó thấm xuống hết mà. Và cũng cho một cái khúc cây vào đây. Và cũng thế, cho thêm một cái máng nước. Thì đây, giới thiệu các bạn, đây chính là con nhện Togo Starbuck. Con này cực kỳ nhiều lông luôn nha các bạn nha. Nhưng mà những cái con nhện mình giới thiệu thì mình sẽ cho thêm cái ảnh ở bên cạnh là nhện trưởng thành để cho các bạn biết là con nhện trưởng thành trông như thế nào. Rồi, giới thiệu các bạn, đây chính là con nhện Togo Starbuck. Togo Starbuck Baboon Tarantula. Con này có tên Baboon và cũng là một con mình cực kỳ ưa thích. Những con nhện này có thể là kích thước đầy đủ sau khoảng tầm 3 năm gì đấy. Và khi phát triển đầy đủ thì bọn này có thể dài đến khoảng tầm 13-15cm gì đấy. Cực kỳ to luôn. Không phải là to hẳn nhưng mà cũng khá là to đấy. Con nhện này được đặc trưng bởi màu trắng phấn cùng với các đốm đen và nâu. Và chân sau rất là dày. Bọn này thì là nhện cây cho nên là khi mà nó bám lên cây nó trông khá là đặc biệt, cực kỳ hay luôn.
Về hành vi thì bọn này thì khá là nhanh và sở hữu nọc độc cực kỳ mạnh luôn nha các bạn nhá. Bọn này nọc độc cực kỳ mạnh. Vì đây là những loài nhện thuộc Âu Quốc và thế giới cũ. Chúng không kiểu như là không bắn lông để gây ngứa ấy. Cho nên là nó sẽ phát triển theo cái kiểu là nó sẽ tấn công bằng răng nanh là một trong những cái biện pháp mà phòng thủ chính của chúng. Và đây là một loài nhện cây cho nên là mình đã setup như thế này. Nó mặc dù là những cái con nhện baby nó sẽ đã được ghi nhận là thích đào hang trong những cái năm tháng đầu tiên của cuộc đời, nhưng mà về sau nó đã tìm lại được chính mình và nó đã trèo lên cây đó. Và bây giờ mình lại bắt đầu cho con nhện này vào trong này để cho nó tự bò ra nha các bạn nha. Đây là một cái hộp nuôi con đẻ con OBT. Thì như các bạn đã biết và đối với các bạn chưa biết thì con OBT chính là viết tắt của từ Orange by Thing, có nghĩa là con màu cam, chú màu cam hay cắn. Nghe là cái tên đã thấy là nó hay, rất là hay cắn rồi và rất là điên. Thì ở đây cái hộp này đã có chữ VK, nghĩa là White Knee, có nghĩa là đầu gối trắng ấy. Nhưng mà đây là hộp ngày xưa nuôi con OBT thôi, bây giờ tôi đang để con OBT ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ bàn xem con OBT giống như nào. Đây là một khoảng thời gian vài tuần sau khi mà tôi đã cho con nhện đấy vào trong chuồng này rồi. Và nó đã ra ngoài ăn uống được một thời gian rồi. Đã lột xác này, bạn nhìn thấy cái xác nó lột ra chưa? Thì đây con nhện ra đây. Đây là ui, nó to hơn trước nhiều đấy. Sau khi lột này, lột xong lên màu cam rõ hơn này các bạn này. Con này cực kỳ nhanh nha các bạn nha. Đây là phải cẩn thận. Đó, lên màu cam rất đẹp. Càng lớn nó sẽ lên cái màu cam cực kỳ đẹp luôn các bạn ạ. Thì con OBT này chính là một cái con mà có trong những con mà rẻ nhất và dễ nuôi nhất, bởi vì là cái sự thích nghi của nó cực kỳ tốt. Chỉ mỗi tội là hay cắn thôi, thì các bạn có thể nuôi làm cảnh không động vào nó, không sờ, không handle là được. Cực kỳ đẹp và lại còn rẻ nữa và dễ nuôi. Đây là một huyền thoại trong giới nuôi nhện, bởi vì con này quá phổ biến. Trước tôi lần đầu tiên tôi mua nhện để nuôi thì tôi cũng mua một con này và một con salmon pink nữa. Đây là một loài nhện cũng kích thước cũng không to lắm, chỉ khoảng tầm mười mấy cm thôi. Kích thước của nhện đo là từ đầu trên này đến cuối chân kia nhé, đo đường chéo chéo người ấy các bạn, chứ không phải là đo mỗi cái thân đấy thôi. Con này thì chuyển động cực kỳ nhanh luôn và cũng khả năng tấn công người cũng khá là cao, cho nên là các bạn tốt nhất là không có kinh nghiệm thì có thể nuôi không động vào. Đó, đã có những trường hợp mà người nuôi để trong bể kính chỉ cần đi qua thôi mà con nhện cũng quay ra nó định tấn công. Môi trường sống thì bọn này nó được phát hiện ở châu Phi và đây là một loài nhện đất, cho nên là các bạn nên lót cái đất dày dày một tí để cho chúng đào hang. Đây là con này, về đây một thời gian nó cũng đã răng tơ rồi đào hang các kiểu này. Hang của nó là các bạn này, tôi đang đẩy nó ra khỏi hang của nó, chắc là nó bực mình lắm nhưng mà đào ra đi. Như tôi đã nói là bọn này cực kỳ dễ thích nghi. Bọn này có thể tận dụng các ổ có sẵn, kiểu như là các khúc cây mà mình cho vào để chúng làm hang luôn. Và đây là nhện đất nhưng lại thích leo cây. Thế mới buồn cười, con này kiểu nửa đằng nửa mỡ ấy. Về nước và độ ẩm của bọn này thì nó cần độ ẩm cũng không cao lắm, khoảng tầm 60% thì phải. Và nước thì các bạn có thể để một cái chén nước nhỏ, hoặc là các bạn có thể xịt ẩm vào mùn, hoặc là xịt ẩm vào thành hộp, thành bể thì cũng có thể để cho nó uống nước được, cực kỳ dễ dàng. Và nuôi nhện thì không có gì khó khăn cả, khoảng tầm vài ngày các bạn lại cho nó ăn một con sâu hoặc là một con dế gì đấy thôi, cực kỳ dễ. Và cũng nên để ý chuồng và để dọn sạch, nếu không nó sẽ rất dễ lên bọ. Về setup chuồng thì khi mà chơi nhện ấy, có một điều quan trọng đặc biệt là chơi bọn nhện này thì bọn nó răng tư rất là nhiều, cho nên là không cần phải setup chuồng và mình cứ để đồ vào là con nhện nó sẽ tự setup chuồng của nó, cực kỳ đỉnh luôn. Các con khác thì không tự setup chuồng được nhưng mà con nhện này thì nó có thể tự setup chuồng cho nó. Các bạn chỉ việc tạo điều kiện thôi là cho nhiều mùn lên một tí này và cho thêm một cái vài cái gỗ kia thứ để tạo điều kiện cho nó làm chuồng. Đó, cực kỳ. Rồi ra đi, con nhện này bé quá các bạn ạ. Tôi mua chỉ có tiền để mua con nhện to từ này thôi. Mua con to hẳn thì không có tiền, mua con bé hẳn thì rẻ hơn, nhưng mà con bé hẳn thì đến bao giờ là mới lớn được. Nên là tôi quyết định là không mua con bé hẳn. Đây là cái xác nó lột ra này. Các bạn nhìn thấy nhá, xác nó lột ra này. Để đây, rồi con nhện luôn rồi. Bây giờ sẽ thử cho nó ăn nhé. Trôn kỹ đấy. Ăn thì các bạn nên cho ăn gì? Con vừa mua hoặc là rán lobia. Con này đang không muốn ăn này, chắc vậy, vừa nãy mình định nó nhiều quá. Úi, nó cắn rồi này các bạn này, nó cắn con sâu rồi này, nó lòi hết dịch ở con sâu ra này, bé quá tôi không thể nào quay cho các bạn nhìn được. Đấy, nhìn được rồi, nó cắn lòi hết dịch con sâu ra này. Đấy chưa, hai cái nanh trước của nó to vãi luôn. Đây là một con nhện màu cam cực kỳ đẹp và nổi bật, nói chung là để nuôi làm cảnh thì rất là phù hợp và không thể thiếu được trong bộ sưu tập nhện đó, cực kỳ đẹp luôn. Các bạn nhìn thấy chưa, dịch của con sâu này. Trời ơi, đây chúng ta sẽ cất về đi nhá để cho nó ăn uống.
chỉ cần mua một hộp chuyên dụng như này là đủ nuôi con nhện nhỏ nhện sơ linh rồi, đục lỗ sẵn đây này, rất là tiện luôn, mình không phải đục lỗ. Rồi tiếp theo thì ở đây chúng ta có một con nhện cây, nên tôi đã để trong một cái chuồng khá là cao như này. Đây chính là con nhện Togo Stabus Baboon. Thì con OBT kia vừa xong có một cái tên khác là Orin Baboon Tarantula. Thì hai con này đều là nhện Old World cả, có nghĩa là thế giới cũ ấy. Thì là bọn nhện Old World, bọn nhện nó sẽ chia làm Old World và New World. Old World thì nó sẽ sử dụng tự vệ bằng cách là sử dụng răng của nó, dùng các vết cắn để tự vệ. Còn bọn New World thì nó sẽ sử dụng lông, các bọn New World là bọn nhiều lông ấy, lông dày, sẽ đá lông gây ngứa. Cái bọn đấy nếu mà mình handle, mình cầm cái bọn New World thì dễ kiểu bị ngứa do nó đã bắn lông. Còn cầm bọn Old World này thì lại dễ bị đau đớn do vết cắn. Đó. Mỗi con có một cái đặc, mỗi loại có một đặc điểm riêng. Thì tôi đang tìm con đấy, nó đang quyền, nó bới tung cả cái đất này lên rồi. Đây rồi, các bạn ạ. Đây rồi, con này tôi cũng mua, cái con này cũng khá là to các bạn. Đó, các bạn thấy chưa? Con này là con nhện cây các bạn, chân nó cực kỳ đẹp luôn. Đẹp là nhện cây để sẽ nó mẻ khá là đẹp. Ôi, con này nó rất thích trốn đấy các bạn nhé. Lại chui xuống dưới rồi. Nên nè, con này khá là nhanh các bạn. Nếu mà chọc quá đà là nó phi mẹ ra ngoài luôn là thôi, mất tích luôn. Con này thì thường được tìm thấy ở trong các cái hốc cây hoặc là cái lá kiểu ngóc ngách ở trên cây. Chúng có xu hướng dành nhiều thời gian hơn ở trên cây. Con này cũng là một cái loài mà hơi cáu kỉnh và hung dữ và cũng nghe rất là nhanh nữa. Thế là sao tôi lại có thể thích được cái bọn Baboon này, cực kỳ nhanh và khá là dữ tợn, vết cắn của nó cũng vãi nhái đấy. Con này nó đào với làm tổ của nó kiểu bông quá các bạn ạ, nhìn ghét vậy. Tôi đã làm cái lớp lót kiểu đặc lại mà nó làm cái bông quá. Con này trông bé như này thôi nhưng mà lớn lên thì trông nó sẽ kiểu màu trắng trắng vàng vàng ai đâu, màu trắng 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 đen trông đẹp lắm. Tôi sẽ để một cái hình ảnh bọn này khi lớn lên, bởi vì khi bé và lớn lên thì trông nó cũng khá là khác nhau. Bọn này là cái loài mà cực kỳ phù hợp để nuôi làm cảnh và chỉ để nhìn ngắm thôi, còn không handle được, không cầm lên tay được, rất khó để cầm lên tay các bạn. Rất khó để cầm lên tay luôn. Bọn này là cực kỳ hung hăng và dữ tợn, cho nên là con này là không được khuyến khích dành cho người mới nuôi, bởi vì là những người mới nuôi thì rất hay hứng thú kiểu handle, kiểu đưa tay để cho nó bò lên tay các thứ, thì bọn này rất dễ cắn. Để tôi sẽ thử handle một phát nha. Chết rồi, bò đi rồi. Đây các bạn ơi, tôi đã bắt lại được rồi. Ui, nó bò nhanh vãi. Máy bắt được, và con biết nhảy các bạn ạ. Đó thì trên đây là trên tay tôi là con Togo Stabus, chân quá dài luôn và khá là đẹp. Bọn này thì ăn khá là nhiều thứ ấy, có nghĩa là nếu mà khi size to các bạn có thể, bọn này có thể ăn được cả mấy con tắc kè nhỏ các thứ nếu mà đi ngang qua, ăn sâu dế con trùng các kiểu. Và tốt nhất là bê bọn nhện cây nên là không nên cho ăn nhiều quá thì bọn chúng sẽ bị đó phì và không leo cây được, xong rồi rơi mẹ xuống vỡ bụng mà chết. Thì đối với các bạn nào chưa biết thì ai mà nuôi nhện ấy thì cực kỳ thích nuôi nhện cái, bởi vì là tuổi thọ bọn chúng nhiều hơn này, size to hơn này, màu mè đôi khi đẹp hơn này. Nhận được thì sống được khoảng tầm vài năm thôi, còn nhận cái lên đến tầm cả chục năm. Và nhận được chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là phối xong rồi là bị con nhận cái nó ăn thịt, cực kỳ kinh khủng luôn. Đối với bọn nhện này, được chỉ để thực hiện nghĩa vụ của một người đàn ông, sau đó là bị con cái ăn, bị vợ nó ăn mất. Bọn này có được coi là một loài Tarantula sinh trưởng khá là chậm và mất khá là nhiều thời gian để bọn chúng có thể đạt được kích thước trưởng thành. Đó, đây là con Togo Stabus của tôi, cũng là một trong những sưu tập tôi. Được cái là tôi rất thích những cái con nhện mà có chữ Baboon trong đấy các bạn ạ. Baboon là kỳ đấu chó ấy. Để cho con này xuống, mẹ con dở hơi này. Xuống. Rất may là dưới này tôi không xịt thuốc muỗi, không là con nhện này nó chạy ra ngoài chết con mẹ rồi. Rồi, và đây là con cuối cùng trong 3 con mà tôi mới lấy về ở Spider Shop. Tôi đặt 6 con thôi nhưng mà 3 con khác thì vẫn chưa về. Thì đây chính là con nhện Venezuela Sun Tiger. Nghe tên đỉnh vãi, Venezuela là nơi mà được tìm thấy nó và nơi nó sinh sống ấy. Bọn nhện này cũng là một cái con bọn nhện mà khá là đẹp. Lúc lớn lên thì người nó sẽ có màu đen và có vằn đỏ ít như là con hổ vậy, cho nên đặt tên là Sun Tiger. Và cái màu của nó ấy, đỏ rực lên trông như là mặt trời luôn, khá là đẹp. Nó có màu đỏ sọc cả ngang bụng này. Tôi sẽ không phải bắt nó ra mà là đẩy cho nó đi lên cho các bạn nhìn thấy. Lên. Ui, con này là đang còn bé cho nên là màu nó chưa lên rõ các bạn ạ. Bây giờ lớn lên cơ thì nó lên màu mới đẹp. Ok. Đấy, bọn nhện này khá là nhát đấy các bạn, nên là để mà quay được khá là khó. Và nhất là con baby như thế này. Bọn này thì có cái màu đỏ ở chỗ phần bụng này, các bạn nhìn thấy mấy cái phần này sau này nó lên màu đỏ rất đẹp. Và chỗ đốt chân của nó cũng có một cái màu đỏ trông như là tia sét ấy, trông đẹp cực luôn. Đó là một trong những lý do mà tôi cực kỳ ấn tượng mạnh đối với loại này và phải mua là ngay một con để sau sưu tập nhện. Con này là một con nhện cực kỳ đẹp và rất là đáng nuôi để mọi người
người có thể cho vào bộ sưu tập. Cái tên gọi chung của nó thì bọn này chủ yếu là xuất hiện ở các rừng nhiệt đới ở Venezuela, tuy nhiên là cũng được xác định là có ở Brazil. Bọn này thì rất thích làm tổ ở trên cây các thứ, cho nên là các bạn nhìn thấy nó răng tơ này, làm tổ cực kỳ đẹp luôn. Nó cũng tổ nó răng tơ nó bám vào cái khúc cây tôi đã để sẵn ở đây để cho nó răng tơ này. Đó, đây là sau khoảng tầm một tuần thì phải, bọn này nó đã răng tơ như này rồi, nó đã tự làm cái tổ dành cho nó. Chúng ta không cần phải set up chuồng gì cả, chỉ việc đưa cho nó những cái dụng cụ cần thiết, có nghĩa là mình sẽ cung cấp cái vật liệu xây dựng, còn bọn này nó làm tự xây nhà cho nó luôn. Và mỗi lần dọn chuồng xong và thấy nó xây nhà cũng là một khác nữa, thế là một cái sự bất ngờ nữa đối với những người nuôi nhện. Đấy cũng là một trong những cái điều tôi cực kỳ thích ở bọn nhện này. Cho nên là tôi cũng không thích cái bọn nhện đất cho lắm. Nhện đất thì nó đào hang bên dưới, và đôi khi có những con còn bé có thể đào hang, nó nằm mẹ yên đấy, thế là nhìn trông hơi chán. Cái chuồng nó phải như thế này chứ. Bây giờ con này lớn thì tôi sẽ cho thêm lá giả các thứ nữa vào thì cực kỳ đẹp luôn. Bọn này thì các bạn nên tạo điều kiện cho nó môi trường nóng và nóng, đã nóng và còn ẩm nữa thì cực kỳ dễ luôn, rất là dễ nuôi. Nhưng mà không được ẩm ướt quá, và quan trọng là phải lưu thông không khí nhé các bạn nhé. Nếu mà bí quá thì sẽ gây ẩm cái gì nhỉ, nấm mốc các kiểu, nhưng mà rất dễ gây chết nhện. Nhện thì cực kỳ dễ nuôi. Và đây là tôi đã giới thiệu cho các bạn về con nhện Venezuela Sun Tiger. Chung là bọn này tôi cũng chả biết gì nhiều để mà nói, chỉ là cho các bạn xem ảnh và độ đẹp của nó thôi. Quá đẹp luôn, các bạn nhìn thấy chưa? Đây là một trong bộ sưu tập của tôi nha. Và tôi sẽ update bộ sưu tập này dần dần, khá là nhiều đấy. Mỗi lần update thì tôi sẽ quay lại cho các bạn xem là đang có những con gì rồi. Đây, mình xin giới thiệu với các bạn, đây chính là con nhện mà đợt trước mình đã quay một lần cho các bạn xem. Lúc mà mình đã thỉnh thoảng khoe một con nhện ở trong cái clip feeding ấy. Thì đây, bây giờ nó to tầm này rồi, các bạn có thể nhìn thấy. Ngày trước là bé tí, bé bằng mấy con nhện đợt trước tôi vừa lấy về kìa. Bé đã to từng này rồi. Ê, nó bò ra ngoài rồi. Đấy, con điên này, nó gọi là nhìn thấy rõ kỹ càng hơn. Chắc là nó muốn chui ra ngoài, nó cho các bạn xem đấy. Mang tiếng là tên là Việt Nam Blue, nhưng mà tôi đéo thích Blue tí gì các bạn ạ. Ê, nó bò đi đâu rồi. Đây, tôi vừa mãi mới bắt được con này. Đây, các bạn nhìn thấy độ to nó, bây giờ to phết rồi đấy. Con này bò trên tay khá là nhanh, tôi phải chờ mãi nó mới có thể dừng lại để mình quay được. Đó, tôi chỉ khoe các bạn thôi, đây là con Việt Nam Blue nha. Ok, xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau. Tôi sẽ cố gắng mua nhiều nhện hơn và unbox và giới thiệu cho các bạn nhiều loại nhện hơn nữa. Ok, xin chào tạm biệt các bạn nha, tạm biệt.